Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Nông Phú Nguyễn. Kênh Nhà Nông Phú Nguyễn xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi kênh Nhà Nông Phú Nguyễn trong suốt thời gian qua. Nếu mọi người cảm thấy yêu mến kênh Nhà Nông Phú Nguyễn thì mọi người hãy nhanh tay đăng ký vào kênh để nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ mới nhất mà kênh Nhà Nông Phú Nguyễn sẽ gửi đến cho tất cả mọi người. Hôm nay thì kênh Nhà Nông Phú Nguyễn sẽ chia sẻ đến cho tất cả mọi người về cái cách mà chúng ta nuôi chăm sóc và nuôi dưỡng heo rừng con trong cái giai đoạn mà chúng ta trước cai sữa nha các bạn. Ở tập trước thì mình có chia sẻ đến cho tất cả mọi người về cái cách mà chúng ta chăm sóc và đàn heo con sau khi nó sinh. Thì hôm nay thì mình sẽ đi vào chia sẻ cho tất cả mọi người thêm một cái bước nữa, đó là cái bước là chăm sóc heo rừng con trước cai sữa. Các bạn nhớ vậy nào, trước cai sữa nha các bạn. Hôm trước thì mình có nhận được khá là nhiều cái câu hỏi của các bạn hỏi mình về là heo rừng con thì chúng ta nên tách bài nó, tách mẹ nó mấy ngày tuổi là chúng ta có thể tách được. Rồi tiếp theo là khi tách thì chúng ta nên cần những cái lưu ý gì. Thì hôm nay thì kênh Nhà Nông Phú Nguyễn sẽ vận dụng những cái kiến thức đã tìm hiểu được cũng như là trong quá trình nuôi thì mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các bạn đang có ý định nuôi heo rừng và đang nuôi heo rừng nái lần đầu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chia sẻ nha các bạn, tránh mất việc mất thời gian của tất cả mọi người. Các bạn biết rồi, khi mà chúng ta nuôi heo rừng con trong những cái ngày tháng đầu á, trong tháng đó các bạn, thì chúng ta cần phải là tiêm phòng cho nó đầy đủ. Rồi khi mà các bạn nuôi heo rừng nái các bạn, thì cái việc mà cho ăn uống đối với heo mẹ nó rất là quan trọng các bạn đó. Nếu các bạn mà thay đổi thức ăn bất ngờ hay gọi là đột ngột các bạn, thì những cái đàn heo con của con mẹ đó nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Đặc biệt là nó sẽ xảy ra cái bệnh là đau bụng. Các bạn biết đau bụng đối với heo rừng thì nó là một cái căn bệnh nó rất là khó chữa nha các bạn. Đó. Tùy các bạn, trong một cái đàn khi mà nó bị xảy ra một cái vấn đề là bị đau bụng đó các bạn, ngày đầu tiên mà nếu các bạn khắc phục được cái thức ăn đó, và thứ hai nữa là các bạn mua thuốc về các bạn cho nó uống thì nó sẽ chữa được. Còn nếu mà các bạn để cho nó ngày qua ngày số 2, ngày số 3 thì khi mà cái đường ruột của con heo con đó đã bị nặng rồi thì chúng ta không còn cách nào chúng ta chữa được nữa, và cuối cùng thì nó sẽ chết. Đó, cho nên là mình nói về các bạn cách mà chúng ta khi nuôi heo rừng con trước cai sữa nó rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là khi các bạn mà cho heo rừng mẹ ăn thì những con của đàn đó nó sẽ vào trong máng của con heo mẹ đó, nó tập ăn. Thì theo mình thấy đàn heo con của mình nó vào máng nó ăn được là 2 tuần rồi các bạn. 2 tuần đầu ở trong tháng thì nó đã vào nó ăn nó liếm sơ sơ rồi đó, cho nên thì lúc đó thì heo con bắt đầu tập ăn. Thì các bạn trong cái giai đoạn mà nó tập ăn quá heo mẹ thì các bạn nên cho heo con nó ăn trong một cái gọi là cái chuồng riêng các bạn. Đó, mình thấy cái quy trình xây chuồng của các bạn như thế nào thì mình không rõ lắm, nhưng mà đối với mình nuôi thì mình sẽ tách ra các bạn, mình sẽ cho có một bên cho heo con thì mình sẽ cho heo con nó vào trong cái khuôn viên đó thì nó ăn. Rồi các bạn nhớ là khi mà heo con nó tập ăn thì các bạn chú ý không được cho heo con ăn quá no các bạn, mới tập ăn nhưng mà khi mà nó kiểu là nó thích đó các bạn thì nó sẽ ăn rất là no, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường ruột của nó là nó sẽ không có tiêu hóa
được các bạn, cho nên là thành ra heo con nó cũng bị đau bụng. Rồi mình sẽ nói về cái trọng lượng đó các bạn mà cho heo con ăn, có nghĩa là các bạn cho đàn heo con nó ăn bao nhiêu ký trên một ngày, thì tùy vào cái số lượng của đàn heo con của các bạn. Ví dụ như là mình sẽ nói là về 7 con á, thì các bạn mới lần đầu á, thì các bạn cho nó ăn khoảng tầm là 0,5 kg trên một ngày. Mới tập ăn thôi các bạn, thì ví dụ như 7 con thì không khoảng là chúng ta cho nó ăn một một ít thôi, là 0,1 kg trên một ngày, là một lạng đó các bạn, một lạng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tăng dần lên, tăng dần lên. Heo con ấy, thì các bạn nên cho nó ăn 5 bữa trên một ngày. Đối với những con heo mà nó mới bắt đầu tập ăn các bạn, thì các bạn nên cho nó ăn nhiều như vậy. Rồi và lượng thức ăn sẽ tăng dần lên hàng ngày các bạn. Rồi cái những cái đối với heo rừng các bạn, đối với heo ta thì người ta sẽ bắt ra, người ta bôi thức ăn vào trong miệng của nó. Còn đối với những con heo rừng con ấy, thì nó sẽ tự ăn. Và việc mà chúng ta kích thích cho nó ăn ấy, là bằng những cái mùi thơm các bạn. Các bạn dùng những cái loại mà cám mà cho heo con ấy, thường nó thơm ấy, thì heo con nó rất là thích. Và khi mà nó nghe cái mùi thì chắc chắn thì nó sẽ chạy lại và nó sẽ tập ăn dần. Đó là một cái cách là mình thấy nó rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cách hòa thức ăn cho heo con ăn các bạn. Các bạn biết rồi, khi mà chúng ta hòa thức ăn thành một cái dạng thức ăn là sền sệt các bạn, có nghĩa là nó kiểu như là cháo đó các bạn. Đó các bạn bỏ vào trong cái máng máng nhỏ, hoặc là các bạn sẽ bôi lên trên mép của nó. Đối với khi mà heo con mà các bạn, đối với heo rừng con mà các bạn bắt được, thì các bạn sẽ bôi lên trong trên cái môi miệng của nó cho nó quen cái mùi của nó, và nó sẽ liếm cái mép của nó các bạn, thì nó sẽ tập ăn dần. Còn người ta hướng dẫn thì người ta sẽ nói với các bạn là sẽ bỏ vào bôi vào trên cái đầu vú của con lợn mẹ, thì nhưng mà đối với heo rừng thì nó rất là khó nha các bạn. Cho nên là cái cách này chúng ta sẽ không làm được, chỉ có là làm cho heo ta mà thôi, heo trắng mà thôi, hoặc là heo mọi các bạn, thì người ta sẽ làm được như vậy. Rồi tiếp theo á, là cái máng, mình nói về cái máng ăn của con heo rừng con các bạn, thì các bạn nên chú ý để một chỗ cố định nha các bạn, để mà để làm gì các bạn, để cho nó con heo con nó quen dần với chỗ ăn các bạn, thì tới bữa đó thì nó sẽ chạy tới đó nó ăn đó. Và mỗi lần cho ăn á, thì các bạn nên đem ra 2-3 giờ, vì heo con thì nó chạy nó nhớp các bạn, nó bôi lên rất là nhiều thứ, mất vệ sinh lắm. Cho nên là khi mà cho ăn xong á, thì các bạn sẽ dựng cái máng nó lên, các bạn đem cái máng nó ra, hoặc là sau 2 giờ thì các bạn vệ sinh cái máng nó cho sạch sẽ. Tránh cái trường hợp á, là nếu các bạn để như vậy á, thì các bạn đổ được thức ăn vào trong cái máng á, thì heo con nó sẽ vào ăn, thì nó sẽ bị đau bụng nữa các bạn. Các bạn nhớ cái vấn đề này rất là quan trọng, về cái vấn đề này. Rồi khi mà chúng ta tập mà cho heo con nó ăn khi nó còn ở với mẹ như vậy, thì các bạn khi mà nó đã ăn mạnh rồi các bạn, thì các bạn sẽ ngăn lần mẹ ra ra luôn các bạn. Thì ví dụ như là nó ăn mạnh rồi thì các bạn sẽ ngăn ra luôn để mà cho nó dễ chăm sóc. Các bạn nhớ là mình sẽ nhắc lại, các bạn nhớ là đối với những heo con mà nó mới tập ăn á, mà nó ăn mạnh thì các bạn cũng đừng nên cho ăn quá no, bởi vì quá no nó sẽ bị tiêu chảy và nó bị chướng bụng, đó là rất quan trọng. Và lượng heo con thì chúng ta nên cho ăn xen kẽ, ví dụ như các loại rau cỏ và các loại cây thuốc nam, ví dụ như là thuốc nam, như là mình thấy hay mình là hay cho nó ăn là những cái cây như là hoàng ngọc, rồi cây cấp ngải cứu các bạn, mình hãy cho nó ăn những cái thứ đó lắm, thì các bạn cũng có thể cho nó ăn như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái giai đoạn mà heo con tách mẹ các bạn, thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi của các bạn là hỏi là bao nhiêu ngày thì
chúng ta sẽ tách đàn con nó ra khỏi mẹ. Thì đối với rất là nhiều trang trại khác nhau thì người ta sẽ có các cách mà người ta sẽ tách khác nhau. Tại sao là nó sẽ cách khác nhau thì mình sẽ nói cho các bạn hiểu này. Tùy vào cái thể trạng và tăng trưởng của đàn heo con đó và cái điều kiện thời tiết thì người ta sẽ tách. Có người ta sẽ chưa tới một tháng thì người ta tách, có người thì một tháng người ta sẽ tách, rồi có người sẽ là một tháng rưỡi sẽ tách, và có người thì sẽ 35 ngày tuổi thì người ta sẽ tách. Đó, nó tùy vào cái thể trạng nha các bạn. Và đối với trại của mình á, thì mình sẽ tách đàn heo con khi nó đã ăn mạnh và cái thời tiết nó sẽ nắng nóng thì mình sẽ tách, là nó rơi vào cái khoảng là thời gian là một tháng rưỡi là mình bắt đầu tách. Rồi khi mà đã tách rồi các bạn thì các bạn thường thì heo con nó thường hay nó đòi mẹ của nó và các bạn cho ăn thì chắc chắn thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề là heo con nó sẽ bị xù lông các bạn. Hai ba ngày đầu tiên thì nó sẽ bị xù lông. Đó. Mà các bạn cho ăn những cái loại cám mà dành cho heo con mới lần đầu cái sữa thì các bạn tập cho nó ăn, rồi các bạn sẽ cho nó ăn như là rau để mà kèm theo. Rồi các bạn nên nhớ là khi mà chúng ta tách khỏi ra khỏi heo mẹ thì heo con rất là dễ bị đau bụng. Đó. Cho nên là các bạn chú ý về cái cách mà chúng ta cho ăn đối với những đàn heo con mà chúng ta vừa tách bầy. Rồi sau khi mà chúng ta tách bầy được 10 ngày thì cái giai đoạn mà heo mà chúng ta cho ăn nó sẽ tăng lên các bạn, lên là 0,2 kg, và chúng ta sẽ trộn thêm là cộng với là 0,2 kg, có nghĩa là 2 lạng cám, rồi chúng ta sẽ vào trong ngô, bắp ngô các bạn. Lẩu nhỏ thì chúng ta sẽ trộn vào cho nó ăn. Và đối với heo con thì chúng ta cũng nên cho ăn nó ăn là 5 bữa trên một ngày nha các bạn. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta tách heo con ra khỏi heo mẹ. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái này rất là quan trọng này các bạn. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách nuôi của các bạn này, heo của bạn nó khỏe mạnh hay là nó bị đau ốm á các bạn. Phụ thuộc vào cái này rất là quan trọng này các bạn. Đó là điều kiện chuồng nuôi của các bạn. Các bạn biết rồi, đối với cái chuồng nuôi thì chúng ta phải để cho nó khô ráo, nó ấm áp và được che chắn, tránh cái gió nó lùa vào nha các bạn. Đó, các bạn nhớ chưa nào? Rồi, những cái ngày đầu tiên khi mà tách heo con ra khỏi heo mẹ thì chúng ta nên giữ cái nhiệt độ nó tương đương với nhiệt độ chuồng nuôi trước cai sữa. Có nghĩa là nhiệt độ thì mình sẽ tính tương đương với chuồng mà khi mà nó còn ở với mẹ. Tránh cái trường hợp mà các bạn để ở đây nó thường là nó khô ráo mà xuống ở phía dưới này các bạn để lại chuồng nó ướt ẩm, hoặc là nó để gió lùa nó nhiều vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến đàn heo con rất là nhiều. Rồi mình sẽ về khi mà chúng ta thay đổi cái chuồng nuôi thì cái nhiệt độ nó thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng và nó sẽ ảnh hưởng đến đàn heo con, đặc biệt là heo con nó rất là dễ bị viêm phổi các bạn. Nếu mà mình nói là nếu mà chuồng các bạn mà ướt và nhiệt độ của bạn nào mà nó thay đổi thì heo con của bạn nó sẽ bị viêm phổi trong vòng 2 ngày. Rồi cái mình sẽ nói các bạn là các bạn nên khi mà các bạn tách heo con ra thì các bạn nên kê những cái tấm pallet đó các bạn. Có những cái tấm pallet thì các bạn để vào trong cái chuồng đó để mà heo con nó ban đêm thì nó sẽ lên đó nó ngủ. Tránh trường hợp là ban đêm nó sẽ nằm dưới cái đất thì nó sẽ bị nghĩa là mưa nắng, ban ngày mưa thì ban đêm nó mưa thì nó sẽ bị ảnh hưởng hơi đất đối với heo con thì nó cũng sẽ gây ra bị bệnh viêm phổi. Rồi chúng ta sẽ chú ý thêm là về là chuồng heo phải đủ ấm nha các bạn, con nọ nó nằm lên con kia thì nó sẽ ấm. Rồi
chúng ta không nên để cho heo cô nó bị lạnh đó và nó run rẩy thì các bạn cũng không nên. Rồi đối với chuồng của nó mà nó nóng quá thì nó cũng không tốt cho đàn heo con đối với cái thời gian mà chúng ta tách mẹ các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Thì hôm nay thì mình có chia sẻ cho tất cả mọi người về cái cách mà chăm sóc heo rừng côn trước cai sữa và heo rừng côn khi tách mẹ và cái điều kiện chuồng nuôi mà chúng ta cần phải chú ý. Qua cái chia sẻ ngày hôm nay thì mình hy vọng nó sẽ giúp cho tất cả các bạn có thêm một cái kinh nghiệm, có thêm một cái hiểu biết mới để mà các bạn nuôi cho nó tốt. Trong video này thì nếu có những cái điều mà chưa hiểu thì các bạn có thể comment vào ở dưới video của mình để mình có thể chia sẻ cho các bạn với những cái gì mà các bạn chưa hiểu. Rồi cuối cùng thì mình chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc, có một ngày cuối tuần được nhiều niềm vui, được dồi dào sức khỏe và gia đình luôn được hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.